hôm nay chuyến hành trình của chúng ta là JW Tết chia sẻ sẽ chính thức là khởi hành lăn bánh. Thì Kim Dung xin mời mọi người sẽ cùng theo chân bệnh viện JW ngày hôm nay để xem là chúng ta sẽ đi đến những đâu, cũng như là sẽ gặp gỡ những hoàn cảnh như thế nào và sẽ trao tặng những phần quà đặc biệt ý nghĩa để giúp cho tất cả mọi người cùng có một cái Tết an lành, thật là ấm no hạnh phúc trong cái mùa Tết năm 2023 năm nay ạ. Mọi người có thể thấy ở đây đó chính là những phần quà Tết mà ekip của bệnh viện JW đã gói ghém và chuẩn bị để có thể trao tận tay những mảnh đời khó khăn. Tất cả những thành viên trong ekip ngày hôm nay đang sẵn sàng là mang những phần quà này để mình đưa lên xe và chuẩn bị khởi hành để đến với địa điểm đầu tiên, đó là chùa Vĩnh Hạnh, nơi có những hoàn cảnh là mình bị khiếm thị, có thể giúp cho những hoàn cảnh này. Tuy là mình không thể nhìn thấy được những món quà Tết của JW, nhưng chắc chắn là mình có thể cảm nhận được bằng trái tim của mình à. Được rồi, thì Kim Dung xin mời mọi người là sẽ cùng nhìn tổng quát cái quá trình ngày hôm nay khi mà bệnh viện JW chuẩn bị và mang những gói quà này đến cho toàn bộ những hoàn cảnh của chúng ta nhé. JW là vận chuyển lên xe, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ chính thức khởi hành cái hành trình của mình đến địa điểm đầu tiên, đó là chùa Vĩnh Hạnh, nơi mà mình sẽ gửi những cái phần quà Tết này đến cho những hoàn cảnh bị khiếm thị tại nơi đây. Và hiện tại là chắc chắn là ekip bệnh viện JW đang vô cùng háo hức đúng không ạ? Có nha. Bây giờ mình sẽ cùng hôn một cái câu khẩu hiệu quyết tâm để thể hiện cái lòng quyết tâm mang cái Tết ấm no đến cho mọi người nha. Được rồi, chuẩn bị. JW Tết chia sẻ. Cái điều mà khiến cho em quyết tâm là phải vào JW cho bằng được, đó là em ngay cái khúc mà em phỏng vấn, là em ngay cái thời điểm của chuyến xe chia sẻ, thì em cảm thấy rất là tiếc là mình không vào sớm hơn để mình có thể cùng mọi người là mang những cái phần quà ý nghĩa đó trong cái thời đại dịch Covid. Nhưng mà cũng rất là may mắn là bây giờ mình có một cái cơ hội để mình tham gia cái chiến dịch Tết chia sẻ này, cũng sẽ mang đến những cái phần quà ấm no để giúp cho mọi người có một cái Tết trọn vẹn hơn. Làm có ý nghĩa đối với rất là nhiều người. Lần đầu tiên mà em bước chân vào một bệnh viện thẩm mỹ mà không chỉ là làm đẹp mà, nhưng mà làm rất là nhiều cái hoạt động gọi là tốt cho cộng đồng. Thì em vừa cống hiến cho công việc mà vừa được làm thiện nguyện, em cảm thấy rất là vui, một công đôi chuyện. Xin chào mọi người, thì hiện tại là mọi người có thể thấy là ekip của bệnh viện JW đã đến với chùa Vĩnh Hạnh tại khu vực Gò Vấp. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là vào bên trong chùa để có thể là gửi tặng nhanh nhất những cái phần quà Tết này đến những hoàn cảnh khó khăn ạ. Xin mời mọi người. Xin chào tất cả quý nam nữ Phật tử gần xa. Thầy xin giới thiệu sơ về ngôi chùa Vĩnh Hạnh. Chùa Vĩnh Hạnh được thành lập vào năm 2002 từ một ngôi am nhỏ, và tới ngày hôm nay thì hình thành và phát triển là hơn 20 năm tại xứ Gò Vấp này. Thì sở dĩ mà Thế Khóa Tu An Lạc nó hình thành tới hôm nay là trên 13 năm.
Thì những ngày đầu tiên khi nhìn thấy những vị khiếm thị đi bán vé số, thì từ đó mới có ý niệm là thành lập một khóa tu để tạo một cái nơi để cho các vị về để tìm hiểu về đạo Phật. Và từ đó những cái mảnh đời không may được gắn kết với chùa Vĩnh Hạnh, thì những vị không chỉ ở trong thành phố, từ quận 8, Bình Thạnh, Gò Vấp, Hóc Môn, Củ Chi, thậm chí những vị ở lân cận của tỉnh Tây Ninh đều về đây tu học. Thì cái chương trình tu học là bắt đầu từ 7 giờ sáng cho tới 4 giờ chiều. Thì hôm nay là ngày tổng kết cuối năm, thì không những các vị mạnh thường quân ở xa mà kể cả bệnh viện thẩm mỹ của mình cũng có một lòng để mà trợ duyên cho các vị, để cho các vị có đó một cái Tết cổ truyền Xuân Quý Mão nó sẽ tốt đẹp hơn, ấm no hơn. Thì nhân đây thầy cũng xin gửi lời tri ân chân thành nhất đến tất cả các mạnh thường quân nói chung, và trong đó có bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc của mình nói riêng. Cầu chúc Tam Bảo gia hộ cho quý vị luôn được an lành, hạnh phúc trong chánh pháp. Như là Phật. Mình bị tai nạn nay là năm 2011, nay mới mười mấy năm rồi. Đi làm á, cái hai cái ông rụng chạy, cái nó đâm vô ông rụng, cái mình trẻ đầu ra đứt hết, đi điềm khùng 4-5 năm rồi. Nhớ là hồi đó năm 2011, tháng 7 năm 2011 tới nay á, nay không biết là bao nhiêu năm, mình cũng độ cũng mười năm, mười mấy năm vậy. Giờ nó không có thấy cái gì hết, giờ đi ra ngoài này, đi ở nhà đi được, chứ đi đây là nhờ là dắt dịnh mấy bạn đi chung ra nó dắt đi, chứ bỏ mình cũng áo cũng biết đường đi, không biết đường nhắm, không biết nhắm hướng đi. Rồi muốn nói là vui mừng rất lớn, không biết nói gì hơn thiệt, mà thật là cảm ơn các cô và các mạnh thường quân rất nhiều. Bị hồi năm 16 tuổi bị nổ đạn á, tới đạn á, cái viên đạn của M79 á nổ, rồi mắt bị tai một lượt đó luôn. Sống giờ chỉ sống với sống trong chùa thôi, ở trong chùa. Cha mẹ thì ở quê, cha mẹ già rồi, lớn hết rồi, giờ sống một mình ở chùa thôi. Không có gì hả, cũng cầu mong cho các bệnh ở bên bệnh viện của em có nhiều mau thành phục khỏe vậy thôi. Sáng nay thì khi mà chứng kiến những cái mảnh đời khiếm thị đến với chùa Vĩnh Hạnh để nhận những cái phần quà Tết, thì cảm xúc của em như thế nào khi mà tận tay trao cho những cái người đó? Gặp rất là nhiều hoàn cảnh đáng thương. Ví dụ như là có một cô em có lại chia sẻ cảm xúc với cô, thì cô gặp một cái tai nạn khiến cho cô bị gần như là mình bị chấn thương nổ cái não của mình, và mình phải mổ khiến cho cô bị khiếm thị về đôi mắt, không thể thấy đường. Tại cô cũng đang sống rất là khổ cực, nhưng mà khi nhìn thấy được cái nụ cười trên môi của cô khi mà được ekip trao tặng những cái phần quà Tết thì thấy cô rất là hạnh phúc. Cô cũng không kìm được cái cảm xúc của mình và rơi những giọt nước mắt. Thì em cảm thấy là một hành trình rất là ý nghĩa và đáng trân trọng, vì mình đang làm một điều tốt để giúp cho người khác có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu bạn thấy thích video này thì đừng quên để một like và nhấn đăng ký kênh để giúp chúng tôi sáng tạo thêm nhiều video thú vị hơn. Xin cảm ơn.